Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận xôn xao khi phát hiện ngay trong vườn quốc gia Ba Vì đã mọc lên khu nghỉ dưỡng 4 sao Lê Minh mà chưa hề được cấp phép. Tuy nhiên, hẳn nhiều người sẽ thêm sửng sốt khi biết được rằng cách đó không xa còn có một khu nghỉ dưỡng khác với quy mô hoành tráng cũng ngang nhiên mọc lên không phép và thậm chí còn tồn tại nhiều năm nay. Nhóm phóng viên của Chuyển động 24 giờ đã có mặt tại khu vực này để tìm hiểu về thực trạng trên. Khu rừng Mu dưới chân núi Ba Vì. 57 căn biệt thự này nằm trong một khu resort với cái tên mỹ miều Điền Viên Thôn. Quy mô hiện đã tương đối hoành tráng với diện tích xây dựng gần 5 hectare. Nhưng những hình ảnh tại hiện trường cho thấy, xem ra khu resort này chưa dừng lại ở con số biệt thự hiện có. Cán bộ địa chính xã cho biết, Điền Viên Thôn đã mọc lên từ khá lâu. Khu resort này hình thành từ năm 2011 đến nay đã được 5 năm. Làm việc với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khẳng định, khu resort này được xây dựng hoàn toàn không phép và diện tích đất mà Điền Viên Thôn đang sử dụng là đất khai hoang, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nghĩa là không được phép xây dựng nhà kiên cố theo quy định hiện hành. Còn đây, rất nhiều biên bản xử phạt vi phạm, quyết định đình chỉ thi công mà xã đã ban hành từ năm 2012 đến nay. Trong đó, chỉ riêng một năm qua đã có tới 10 biên bản xử phạt được ban hành. Tuy nhiên, việc xử lý sau nhiều năm vẫn chưa dứt điểm được và theo chủ tịch xã, chủ đầu tư khu resort vẫn lén lút xây dựng tiếp. Xây dựng này thì họ thì cũng không xây dựng thường xuyên, mà lúc nào khi mà lập xong rồi đoàn công tác về thì họ lại tiếp tục xây dựng theo cái kiểu chạy đua thời gian ấy. Và có khi cũng có hôm họ tối cũng xây dựng. Trở lại với Điền Viên Thôn, không chỉ được xây dựng bất kể không có phép, các căn biệt thự nơi đây hiện đã được quảng bá và giao bán rầm rộ. Tại sao một khu resort có quy mô lớn như vậy được xây dựng không phép vẫn ngang nhiên tồn tại và liên tiếp vi phạm các quy định của pháp luật? Phóng viên của Chuyển động 24 giờ sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến quý vị trong các